Quý bà con đang nghe bản tin podcast về thị trường lúa gạo. Bản tin được phát trực tiếp lúc 6 giờ sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Đông. Theo ghi nhận tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa gạo hôm nay ngày 7 tháng 5 năm 2024 tiếp tục xu hướng đi ngang. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo bật tăng trở lại. Theo đó, trên thị trường lúa tại Kiên Giang, An Giang, giá lúa không có sự thay đổi so với những ngày trước. Cụ thể, OM380 giá 7.800 đến 8.000 đồng một ký, IR50404 7.800 đến 8.100 đồng một ký, nàng hoa chín 8.100 đến 8.500 đồng một ký, đài thơm 8 8.100 đến 8.400 đồng một ký, OM5451 8.000 đến 8.200 đồng một ký, OM18 8.300 đến 8.400 đồng một ký, OM4900 giá niêm yết 7.700 đến 7.900 đồng một ký, OM34 7.700 đến 7.800 đồng một ký, nếp Long An 8.200 đến 8.400 đồng một ký, nếp An Giang 7.000 đến 7.200 đồng một ký. Bản quyền thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá lúa sẽ có sự chênh lệch giữa các địa phương, chủng loại cũng như chất lượng lúa. Tại các chợ lẻ, giá gạo cũng không có biến động. Hiện giá gạo thường dao động quanh mốc 15.000 đến 16.000 đồng một ký, gạo Jasmine 17.500 đến 19.000 đồng một ký, gạo Nàng Nhiên 26.000 đồng một ký, thơm Thái hạt dài 19 đến 20.000 đồng một ký. Trong tuần qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng từ 3 cho đến 8 đô la Mỹ trên một tấn. Với mức điều chỉnh này, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã lấy lại vị trí dẫn đầu. Hiện gạo 5% tấm của Việt Nam đang cao hơn gạo cùng loại của Thái Lan 3 đô la Mỹ một tấn và cao hơn gạo Pakistan 10 đô la Mỹ một tấn với mức giá là 585 đô la Mỹ một tấn. Với gạo 25% tấm của Việt Nam ở mức 555 đô la Mỹ một tấn, cao hơn gạo cùng loại của Thái Lan 23 đô la Mỹ một tấn và cao hơn gạo Pakistan 13 đô la Mỹ một tấn. Gạo 100% tấm của Việt Nam cũng đang cao hơn lần lượt 21 đô la Mỹ một tấn và 25 đô la Mỹ một tấn so với gạo cùng loại của Thái Lan và Pakistan khi ổn định ở mức 470 đô la Mỹ một tấn. Đến đây, bản tin podcast về thị trường phân bón và lúa gạo đã kết thúc. Hãy đăng ký kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông để cập nhật những thông tin hữu ích về nông nghiệp. Mến chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.